Bây giờ đang là đêm giao thừa nha cả nhà. Mẹ mình đang chuẩn bị bày mâm để cúng giao thừa. Đừng có gõ. Trời đâu cái việc làm đẹp. Đây là mâm cúng của nhà bà ngoại. Bên này không có đèn, hơi bị tối. Mấy đèn ba cái đèn kia sao đầy suốt hay sao nhỉ? Mấy chậu lê dơn thấy đẹp quá ha. Nở rực luôn. Nè, năm nay cái mâm này cũng hoành tráng nè. Đang phải lấy cho mẹ cái dĩa nhỏ nhỏ cho. Tối quá mình phải trợ sáng. Làm vậy hả? Giỏi thế. Cá mâm hút sẵn luôn hả? Ừ. Đó. Rồi. Con, đây anh. Đâu ghế đi ra con. Năm nào bên đó cũng có bao bông hả? Có ai bắn cho mẹ mà? Bên hướng bên nhà bên kia không biết gì. Ở đây nhà bác không thấy không? À, nó bắn bao bông. Bắn bên kia à? Hẻm mình chỗ khác. Ủa chưa đâu thưa hả? Pháo giao thừa đã nổ cúng đi. Mới bắn đùng đùng luôn kìa. Ủa có bắn không? Rồi bữa nào? Đi đâu rồi? Đi đâu? Nó chạy đâu không biết nữa. Anh nhúng mấy cái ba cây nhang này coi nè, chứ đừng đốt không mấy hả? Chạy vô nhà. Ở đâu? Tin ơi. Tin rồi. Tin đi đây đây. Ủa đây có nhà mình. À cái mát kia nó đứng kìa. Đốt gì nhúng. Sao thôi cái pháo này bự quá vậy? Để bà nó đi nhúng mấy cây nhang kìa. Ừ. Đó rồi, quen đó rồi đó. Ba cây nhang nữa. Đâu rồi? Ba cây này thôi. Đó, ba cây nhang đó đó. Cúng đứng phía này cúng mà nè. Hay là đứng phía trong cúng đây. Cúng vào nhà chứ hả? Cúng vào nhà thì đổi. Đâu. Mang về mà cơ. Ừ. Mà đứng đây cái đầu mình quá cũng được. À, bà có cúng vô hay cúng ra vậy? Hả? Cúng vô nhà mình hay cúng ra? Bà ngoại đứng đây đúng rồi. Bà ngoại. Mâm, đó, đó. Đúng rồi. Đây là bà ngoại đứng ngoài cúng vô chứ kỳ vậy. Hả? Đứng ngoài cúng vô chứ. Đứng ngoài cúng vô. Sao mẹ bà cứ đứng trong cúng ra? Không, đây sáng lắm rồi, không cần. Có bên đây có dầu không? Có, mang đây đi. Ấy, đứt nó nhúng nè. Gỡ được chưa con? Cầm mấy khấn chứ rồi mà cắm vô chứ. Cắm chứ luôn hả? Không có, này mẹ cắm ở khấn đâu mẹ mới cắm. Thôi, khấn đi. Để đốt ra á. Hai cái một cam không hai đùi còn cái này đang giữa mà. Ủa cái điện thoại mày đâu rồi? Chế độ mờ đây nè.
nhấc cái ấy lên con coi. Nhấc cái dĩa lên. Rồi. Cháy không? Còn 90 độ mà. Nào mà chơi nghe cháy không? Dạ, không để ở đây. Sao hồi nãy con không nhúng ấy? Nãy nhúng dầu hả? Sao nó không tới bệnh nó bị dướng cái gờ. Gờ nhẹ mày. Mày bắt cái trái, bật đi, bật đi, bật đi mày. Bật đi, bật đi. Rồi, lên. Đúng không? Được, đang trái nè, cho được không? Nó không có bền. Hết hơi ra tắt. Không, muốn thu mật được mà nói gì. Đó, nó đang trái rồi mà, đừng liền cậy. Cái dòng ở trong clip văn kính lệ đức trái kính lệ hoàng thiên hậu thọ chư vị tôn thần kính lệ để chăm lại quay thiên tôn rồi giờ mình bắn pháo hoa đi. Ba chỉ cho, rồi cứ nghe lời ba nói đi. Con cầm xét cái tay kia xuống một chút. Không có sợ gì đó. Ừ, có ba ở đây mà. Nghe lời. Rồi, đúng rồi. Đưa lên. Đây, ba đi. Đây, ba chỉ cho.
đây. À, đứng với ba đi. Không giữ. Cài trước đi. Nha. Dạ. Được chưa? Rồi bắn pháo hoa đi. Pháo tuyệt rồi. Trời vậy. Pháo bị tuyệt cả nhà ơi. Thôi xả xuống đi. Thối quá trời luôn. Hết rồi. Hết rồi. Ôi khói quá. Ni đứng im đó coi con làm gì anh đi. Đứng vô xích vô gần đó coi. Hỏi nè sắp xong chưa xuống ba bắn pháo hoa được rồi. Dạ. Rồi bắn đi. Hai cây không bắn được hả kỳ vậy? Đâu năm ngoái cứ vặn là nó văng mà. Đó, ú. Đó. Này 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 cầm cho mẹ coi đây. Thôi được rồi. Mẹ cầm cho. Quá. Đây à, hôm nay sớm mình đốt pháo hoa dữ hả? Kêu chị Hai xuống coi pháo hoa nè. Wow. Hôm nay sớm mình rất là đông nha cả nhà. Đông quá đông rồi. Trong hẻm này ra ngoài đầu hẻm là đông người lắm nè. Đây nè đó. Ghê vậy? Nhà chú Việt á. Chú Việt là nhà nào? Đây. Đây nè, đây nè. Đó, sớm mình hôm nay đông vui ha. Quá trời vui luôn. Đây nè đó, chuẩn bị đi xịt đây nè. Ủa đó có xịt nữa nè. Làm việc mới là em chạy lấy về á. Ừ, sao? Từ tao làm nè. Em mới chịu. Rất là vui ha. Nấu phá làm vậy luôn. Rồi, xuống được luôn. Rồi, nít nào nít đông quá trời đông luôn à. Xong một giây, còn giây thứ hai. Đó. Đó. Hai giây. Sáng được luôn. Sáng còn mặt đi chơi luôn. Vui à.
Rồi xong. Rồi. Vô phá vàng đi. Gì đó nhiêu? Dữ vậy? 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Dữ vậy? Mà đây 2 giây á. Con đó. Cho ai đến để làm coi. Đồ uống sữa bác ạ. Đồ uống sữa. Lá uống sữa lên vào. Đi tên hết rồi cho. Dạ ba kia, dạ ba. Dạ cổ. Dạ cổ kia. Dạ cổ kia. Trời ơi, các bạn thuyết pin đi nhiều quá trời kìa. Trời ơi, đầy xóm mình luôn. Dạ. Dạy, trời ơi. Dạ, này đông quá luôn á. Năm nay đông lắm, năm nay cứ đi về quê ở đây hết đông quá. Năm rồi có mấy nhà mà bán cũng ngang ngoài đang ngoài. Năm nay không đi à, ai không chỉ còn sổ mới lợ lại hả nha, mới lợ có nha không phải chồng kia. Ở hết. Chồng kia lợ lại hết. Ồ đông kia. Cái shop này vắng nhất nè. Shop này vắng về nhiều lắm. Sớm này có hai nhà này lại canh nhà canh cửa rồi. Canh nguyên sớm luôn. Vét vô để nó cội nó ra nước ra ngoài. Lấy cái gì vét? Lại đốt mình. Cây cây luôn rồi. Vô cắm cây á. Cây gì cắm nè. Cây nhau bảo thọ cây mà. Có cây kia kìa, chị để cây dài đây mà nhà máy. Ờ, cái cây ấy đâu rồi, cái cây cắm tỏi ở đây đâu rồi. Biết đâu rồi, cắm cây mà làm này nè. Ừ. Đâu có tiêu rồi. Thì vậy nó khác đâu, có nó cắm tỏi. Mà cái nước đi, cái cây lấy tỏi vậy. Ủa, quỷ cái gì được lấy hết trơn. Khoan, 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 đó. Để cắm tỏi, cái này đó. Thôi, kéo hả? Đâu cũng được quá. Lúc đó không được ngoại em sao không có tên rồi. Là của đời đất đất nước là được cái đó. Còn ghê hả? Vô dính còn dài quá nè. Bỏ vô hồi đấy. Để coi nó không ngoài được không? Kìa, còn ai còn đốt pháo xè xè bên nữa kìa. Còn đốt hay sao thì ra coi. Kìa, coi coi ai đốt mà đó kìa. Không? Nhỏ. Đúng đúng đó bà ngoại mà rồi. Hồi mai thì 350. Ừ. Cúng xong rồi giờ nhà mình bắt đầu ăn bánh mứt. Hai đầu năm hai bên. Ta lấy một giường đây. Đây. Hôm nay không xuống đâu. Con chồng vào con uống đi. Sao kêu xuống. Tắm rửa gì không? Trời tắm trễ vậy. Ừ. Rồi này mới tắm. Bà này xuống, bà này bà chợ mà xong bộ bà xuống thì người ta xong hết rồi. Nó kệ không? Cái đó qua mùi nhé. Ừ, đó. Đi em bé. Em bé ơi. Bánh nào con? Kẹo nào con? Rồi bây giờ nhà mình đã cúng giao thừa xong rồi nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.